Chào cả nhà. Cách đây mấy ngày thì có một cái người chị là có hỏi tôi là về cái dự án sân bay Long Thành của Đồng Nai. Người chị này là cái lúc mà đi Dubai chung á thì về thì chị có hỏi về cái dự án về các lô đất ở dưới Long Thành để chị làm nhà vườn. Tuy nhiên là chị cái bận công việc nên là chưa có vào được. Thì gần đây thì chị quan tâm lại muốn vào xem, tuy nhiên là chị báo là chị nói là nghe đâu là nó đang dừng lại cái chủ trương là để xây sân bay Long Thành. Tuy nhiên là gần đây nhất thì có rất là nhiều những cái thông tin từ lãnh đạo của tỉnh, của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo của chính phủ là thủ tướng là yêu cầu là gấp rút để triển khai bàn giao cái mặt bằng để mà làm cái sân bay Long Thành này. Qua đó thì tôi cá nhân tôi cho rằng là sân bay Long Thành sẽ tiến hành trong nay mai thôi, sẽ sớm thôi. Và hôm nay làm chia sẻ với cả nhà một cái thông tin là hoàn thành áp giá đền bù khu vực ưu tiên dự án sân bay Long Thành trước ngày 15 tháng 5. Và cũng cách nay mấy ngày đấy, là có những người anh của tôi cũng đã lên cơ quan để mà ký vào những cái tờ giấy để mà đền bù này kia ABC trong cái khu Long Thành này. Và trong cái cuộc họp gần đây nhất á, là ông Cao Tiến Dũng là chủ tịch của tỉnh Đồng Nai với các thành viên ban chỉ đạo triển khai dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó thì tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành việc áp giá đền bù cho 1.028 hộ dân trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo báo cáo của huyện Long Thành thì sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, địa phương này đã khẩn trương triển khai công tác áp giá đền bù. Hiện tại là có trong số 1.028 hộ được kiểm đếm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng, khu vực 1,8 ngàn hecta đã có 717 hộ hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường và đã áp giá cho 400 hộ dân. Trong đó có báo anh hồi nãy vừa chia sẻ đó. Đối với các hộ còn lại sẽ hoàn thành việc áp giá trước ngày 15 tháng 5. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cũng đã lập bản tổng hợp danh sách làm cơ sở cho hội đồng đền bù thực hiện áp giá đền bù theo quy định của pháp luật. Đối với các khu vực còn lại, huyện Long Thành đang triển khai đo đạc, kiểm đếm và chuẩn bị áp giá đền bù. Đối với đất các cơ quan tổ chức, đến nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai đã hoàn thành 99% công tác đền bù với diện tích đất cần thu hồi xây dựng hai khu tái định cư. Và theo ủy ban là ông chủ tịch là Cao Tuyến Dũng thì yêu cầu ban xây dựng quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai khẩn trương triển khai hệ thống hạ tầng khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn để người dân có nơi ở mới, thực hiện di dời đúng cam kết. Song song đó khẩn trương hoàn thiện hồ sơ triển khai xây dựng các công trình phúc lợi công cộng đưa vào khai thác đồng bộ. Và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận là cho huyện Long Thành thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ địa phương làm công tác đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 vì khối lượng công việc quá lớn. Tuy nhiên là Ủy ban nhân dân của huyện Long Thành vẫn phải chịu trách nhiệm về chính về mặt pháp lý đối với công tác đền bù hỗ trợ tái định cư. Và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Nội vụ tham mưu đề xuất về việc bố trí thêm cán bộ để phục vụ công tác bồi thường đối với cảng hàng không quốc tế Long Thành và không để ra tình trạng vì thiếu nhân lực ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Sân bay Long Thành tới giờ thì nó cũng cũng trễ rồi, nhưng mà gần đây thì thấy những cái lãnh đạo từ tỉnh cho tới trung ương, đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa mới chỉ đạo là phải tiến hành giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng để mà làm cái cảng hàng không này sớm nhất. Và cá nhân tôi là cho rằng là cái nó sẽ sớm hoàn thành bàn giao trong tương lai. Và đây là cái cơ hội để nhà đầu tư họ vẫn còn đầu tư sinh lời tiếp tục ở tỉnh Đồng Nai.
Và hơn thế nữa, Đồng Nai là nó có những cái khu công nghiệp ấy, và hệ thống giao thông nó cũng khá là thuận lợi ấy. Mà nó giáp với thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi xuống chút xíu là Vũng Tàu ấy. Nên là Đồng Nai tôi cho rằng là, đặc biệt là cái huyện Long Thành, là cái nơi mà nhà đầu tư sẽ sinh lời ấy, từ nay cho tới khi cảng hàng không là hoàn thành ấy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng là cái thông tin này sẽ giúp nhà đầu tư sẽ có được một cái thông tin chính xác cho cái câu hỏi là sân bay Long Thành có làm hay không, như cái người chị mà tôi vừa có chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.